Bốn nàng giáp tốt nhất cẩn trọng người thứ ba phá hoại hạnh phúc nửa cuối năm 2017. Những con giáp này tuy cuộc sống công danh có phần hơn người, nhưng tình duyên năm nay sẽ lận đận. 1. Tuổi Mão. Người cầm tinh con mèo sẽ có cuộc sống hôn nhân viên mãn, vợ chồng hòa thuận và đường tài lộc rất tốt. Những ai đang cô đơn sẽ tìm được một nửa cực kỳ phù hợp. Tuy nhiên, năm sau mới là năm thuận hòa cho việc cưới sinh. Bạn nên cẩn thận với những người mới quen biết, đừng để họ lợi dụng lòng tin để vụ lợi cho bản thân. Với gia đình, bạn nên chu đáo và ân cần hơn, đừng ngại việc thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình. Điều này sẽ giúp dập tắt âm mưu chia rẽ gia đình bạn của người thứ ba. 2. Tuổi Mùi. Tuổi Mùi là những người nhanh nhẹn, có tính cách cẩn thận, sống có trách nhiệm nên rất được mọi người quý mến. Tất nhiên, vì quá tỉ mỉ nên nhiều lúc làm họ suy nghĩ quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân. Trong tình yêu, thay vì hướng đến những điều tốt đẹp nhất thì họ lại tỏ ra khá thực tế. Những viễn cảnh về cuộc sống sau này như con cái, công việc, mối quan hệ gia đình hai bên, nỗi lo cơm áo gạo tiền đã tác động không nhỏ đến tâm lý của họ, thành ra không tự tin và luôn trong trạng thái lo lắng nên đã nhiều lần để tuột mất hạnh phúc. 3. Tuổi Sửu. Những người tuổi Sửu thường khá lạnh lùng và nhút nhát, thiên về xu hướng giấu giếm tình cảm chứ không bộc phát ra bên ngoài. Mà trong tình yêu, đôi khi sự im lặng chính là rào cản vô hình làm cho mối quan hệ giữa hai người dần xa cách, bởi ngay cả đối phương cũng khó lòng biết được tình cảm thực sự của họ như thế nào. Hơn nữa, họ còn có những quy tắc riêng trong cuộc sống, nhiều lúc còn áp dụng trực tiếp vào tình yêu, làm cho nửa kia cảm thấy không được thoải mái. Đặc biệt, khi xảy ra những chuyện hiểu lầm, hoặc xuất hiện những người thứ ba, họ lại chọn cách chấp nhận, im lặng và cam chịu, thay vì đứng lên giải thích và cố gắng giành lại tình yêu của mình. 4. Tuổi Thân. Vận đào hoa người tuổi Thân năm 2017 rất tốt đẹp. Không chỉ được nhiều người khác phái mến mộ, đem lòng thương nhớ, người tuổi Thân còn có cơ hội mở rộng mối quan hệ để phát triển sự nghiệp. Dù gặp nhiều người tốt, tuy nhiên đây vẫn chưa phải là năm tốt cho tình duyên của người tuổi Thân, duy trì mối quan hệ tốt đẹp đang có. Hứa hẹn năm sau, mọi điều sẽ như ý nguyện của người tuổi Thân. Nếu người chưa có gia đình, gặp được người phù hợp thì người đã kết hôn phải dè chừng. Chính sự chiếu mệnh của sao đào hoa trong năm nay sẽ khiến cho cuộc sống hôn nhân của bạn dễ gặp trục trặc do sự xuất hiện của người thứ ba. Hãy luôn vững tâm để không đánh mất hạnh phúc đang có. Cùng xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.